Trước đó, cũng tại Cuba, đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm trưởng đoàn đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cuba, một sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng của tỉnh, kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp giữa hai nước Việt Nam Cuba. Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn cũng đã tham dự hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 39. Tham dự diễn đàn có Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Antonio Luis Carreras, Bộ trưởng Bộ Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez Davila, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Giang Diều, cùng đại diện các sở, các nhà đầu tư Việt Nam và Cuba, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác, nhất là đối với các nhà đầu tư Cuba. Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư tiếp cận tìm hiểu, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chính sự quan tâm này cùng môi trường đầu tư thông thoáng mà trong nhiều năm liền, Long An luôn đứng trong nhóm đầu cả nước về thu hút đầu tư. Lũy kế đến nay, Long An tiếp nhận hơn 1.200 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 10,5 tỷ đô la Mỹ. Đối với Cuba, trước đây một tập đoàn của Cuba là Dinvai đã từng đến Long An để giám sát công trình Hồ Chí Minh Trung Lương giai đoạn năm 2004-2010, quốc lộ 50 giai đoạn 2008-2011. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có dự án nào của nhà đầu tư đến từ Cuba. Đến tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cuba ngày hôm nay, đoàn chúng tôi còn có một số doanh nghiệp tiêu biểu. Rất mong muốn đây là cơ hội quan trọng và hết sức ý nghĩa để tỉnh Long An giới thiệu môi trường đầu tư thân thiện, an toàn, hiệu quả đến với Cuba, cũng là dịp để chúng tôi có thể trao đổi, kết nối nhằm thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể hơn giữa tỉnh Long An, các doanh nghiệp của tỉnh với đối tác Cuba, đặc biệt là những doanh nghiệp đang tham dự tại diễn đàn. Trước thêm diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cuba, Bộ trưởng Bộ Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez Davila cũng đã có cuộc gặp gỡ xã giao với đoàn công tác tỉnh Long An và các đại biểu đến từ Việt Nam.